cả nhà xem nè. Má ơi, vô ơi. Wow. Trời ơi. Đây là cá rô, cá đồng, cá rô biển. Này cá dày nè. Ơi, chào cả nhà nha. Nay gió quá, gió này nổi thì một cái nhà ơi. Đây lại con, nó chu lại đây ngồi nè. Thì nay mưa do nắng quá thì rắn ít chạy nên cần sẽ đổi tới một hố dẻo để cho nhà xem. Thì đây cả nhà xem chiếc xuồng không? Cái ghe mấy cái lợp đó là người ta kêu lợp đuổi. Thì cần cũng mới học của miệng những anh em lại thôi. Giờ anh em vừa cần có chú kia đâu có bán lợp vậy đó là 7 cái là 500 ngàn. Thì cũng nhờ anh em chở về thì anh em ráp giùm cần luôn. Thằng cũng nào giờ không biết như vậy. Thì anh em chỉ cách đặt đơn giản lắm. Giờ cần sẽ quay chơi chiến lược cho cả nhà xem á. Thì mình đặt cũng đặt trong, nghe là anh em đặt ở trong lùm bụi thôi. Nhưng mà mình bỏ cái chai vô cho cái nó nổi lên, nó cho oxy, có oxy cá không chết á. Rồi cần sẽ quay cái lợp như thế nào cho cả nhà xem á. Đây nha anh em, 7 cái cần mới 7 cái là mà cái này thì đặt không có mồi màng gì đó. Mình nhát trong ba cái bụi, trong bụi lục bình rồi đó, sắc mé đó. Thì mình bỏ cái chai vô. Cần người nào giờ cũng chưa có làm cái này nhưng mà anh được anh em chỉ. Để cho ta cái chai con nè. Như đây là anh em, cái này nó như là hai ngăn. Cái này kêu lập đuổi nè. Cái ngăn này ngăn rộng nè anh em. Cái này đó cần thấy những anh em cá nhiều ngăn rộng này đặng cho cá vô. Cái ngăn này ngăn hẹp nè. Ngăn hẹp là một con cá nó vô rồi nó không ra được nha. Đó, xì xăng cái đây là cái đít. Có con gân nhợ nè anh em. Nhợ như thế này. Đó, cả nhà thấy không? Em để cha nói chuyện nè. Nhoi quá hả? Tắm chưa nhoi vậy? Anh tắm rồi hả? Rồi đầu cổ không chảy. Đây là cái nhà thấy không? Cái này là cái tầm rút này hút vô nè. Đó, giờ mình sẽ bỏ cái chai vô đây, đưa chai nó xuống bự con. Chai bự nè, chai có xuống đi nè. Vậy nè, đó mình bỏ vô cái trước mình đặt ha. Mình cho cái đuôi, cái đầu nó xuống ra nước. Còn cái này nhổng lên ha, có cái chai đặng con cá vô thở oxy ha. Rồi, bây giờ như thế này đặt thôi là chứ không cần mồi màng gì á. Đặt trong lùm nha. Đó, giờ cái chai khá là vậy. Em đổ cá rồi, em đổ lên kia ha. Vậy theo mà cần đổ lập nè. Nó cắt đây cặp. Này đặt nay cũng 4 5 đêm rồi nè. Bây giờ đổ lên xui nè. Quay cắt vô cặp. Đó, quá đã cực kỳ luôn. Cái này thì được Có cá lóc nữa cả nhà. Cá lóc nè. Con quay vô coi nè, thấy không? Cắt đi cá lóc, cá rô nè cả nhà thấy không? Đó. Rồi đi cắt. Đi tiếp tục tới đây, ta tới đây nè. Rồi đi lại đây rồi cá. Đây họ đổ ra đi. Thôi thôi cá. Đây cái này dễ vô lắm cả nhà, từng 4-5 ngày là dở là có à. Ít nhiều cũng có. Cái này có gì không? Cái này cá lát nha ơi, nha. Cá lát. Ba con cá lát đi vô, đi ca. Vô con. Đi. Nè thấy không? Ba con cá lát cho bá luôn cái nè. Vô. Bỏ vô ca. Đây nè. Coi nè. Hai con này bự chắc hai con này cũng muốn ba con này cần nửa ký quá à. Đi. Cát rồi. Đó, hai con bự, hai ngoài chắc nửa ký quá. Hai con bự chắc nửa ký. Hả? Đó, cắn cái. Cái rô. Trời. Cô chú anh chị xem mới đổ hai cái rồi như đây nè. Cá nhiều lắm. Bây
giờ cần đi xuống ghe nha cả nhà, đổ bên mé đó, đó tại vì bên đó là không có bờ vực xuống nên mình phải chèo ghe đi đổ. Giờ cần mời cả nhà cùng trải nghiệm chèo ghe, cái chiều gió cũng hơi xào xạc cả nhà. Rồi bắt đầu theo ghe ra đi cả nhà. Bơm kia đổ. Ờ cho dốc con vịt hả? Xu lì. Xu lì dây. Xu lì quý lóc. Xu lì quý lóc hả? Dạ còn người không. Xu lì quý lóc hay xu lì hay khóc hả? Rồi cảm ơn cả nhà trong trải nghiệm nha. Đi bắt đầu cái xô vào cái dầm đâu đây. Vào đi cả nhà qua bánh. Đi. Chúc cho may mắn đi. Rồi hồi lần cần sẽ lên đổ cái vớn này cho cả nhà xem luôn, cái này cái vớn, còn cái cần tăng đổ là cái lập lũi. Let's go. Bên đưa trước là cần đặt anh em 22 cái mà cần bán lại người ta 2 cái. Cần mới đặt mười mấy cái à. Cần cá thử rồi, nãy mới cá nãy thì bán được 3 con cá lát cả nhà. Con ta mua trước bán trước. Rồi vô đây ha. Đây con cái cả nhà. Vô. Nó. Ui 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 quá cặn mé luôn. Rồi, ở đây cái nè cả nhà. Nè, cần giỡn có không ha? Thì quá trình cần đổi đầu cái điện thoại cả nhà, tại chưa có điều kiện mua cái Google á nên cái nó hơi rung lắc cả nhà thông cảm ha. Đây cần có cái đây, không biết có dính không đây, không thấy lung tung gì hết này, kêu lập đuổi cả nhà. Trời ơi cả nhà xem nè, má ơi vô rồi thác lát không cả nhà ơi. Ôi trời quá đã luôn cả nhà. Trời ơi cả nhà xem nè, wow. Trời ơi cả nhà thấy không, đây cần đếm cả bao nhiêu con cá thác lát. 2, 4, 6, 7 con thác lát cả nhà ơi, 7 con thác lát, 3, 4 con cá rùa biển luôn. Ôi, cả nhà xem đã không, tuyệt vời. Rồi cần sẽ quay qua mình đổ, cần đổ ngâm bên thùng nên cần đặt lại luôn cả nhà. Ngon quá luôn cả nhà ơi, quá ngon quá rồi. Nói cả nhà xem nè, thấy mê không, thác lát thấy mê luôn cả nhà, quá đã. Quá thấy mê luôn cả nhà. Quá thì cá không Xu ơi. Cá bị mịt trời luôn. Chúc cha may mắn, gái cần nó chúc cha may mắn. Nè, Xu có cá nào thôi, Xu. Bạn Xu. Đã không? Đó con gái cần mấy bạn cả nhà đó ha. Bạn Xu. Đó giờ cần đổ vô. Anh đem theo cái thùng này nè, cái thùng cần chứa nước trong đây nè, cho có dính cá lát nào sống ha, cá lóc nó cũng không ra được, ngon lắm cả nhà. Mùa này là mùa đặt lập lũi nè, tại vì cần nào giờ cũng không có rành cái này, tại vì thấy mấy anh em đặt ham quá thì cần test thử, thấy hiệu quả quá cả nhà. Wow, wow, đây còn con cá rùa biển nè, vô, đó, con cái sặc đó nè, sặc này nó chết quặng được nha cả nhà, đây cần gỡ nó ra luôn. Trời đã quá cả nhà ơi. Nè cả nhà xem nè. Wow, mới một lọp nè cả nhà. Có mấy anh em kia nói là có khi một lọp mà mình đổ là 3-4 ký cá lóc luôn á. Rồi nó vô được một con là nó vô dữ lắm cả nhà. Ở cả nhà nhìn thấy ham không? Thác lát bự không mà đã không? Đó rồi giờ cần đóng nắp ra ha. Thì đi dở 5-6 cái còn lại cả nhà. Ngon quá luôn. Rồi tới là cho tới lập đây nè. Con đứng đó đi cho đổ cho con coi. Hả? Cái này không biết cha mới có cá không cha, chưa coi nữa. Đây cả nhà cái nè. Tiếp theo. Cái thứ hai ở đây. Cái thứ hai ở dưới đường chèo ghe. Chứ hồi nãy là cần đổ bằng 2 cái rồi. Cái này có gì không đây? Không thấy chạy gì hết. Cha không có rồi. Sao chưa dở sao con biết không có á? Có Xu ơi. Wow. Có. Chà, hồi cá dày cả nhà, cá dày. Trời ơi, một cặp cá dày luôn cả nhà. Một cặp cá dày với cá rùa đồng, cá rùa biển nè. Nè cả nhà xem nè. Cái ham quá luôn cả nhà. Nè, cá dày. Cái này vô cặp cá dày cả nhà. Nè cả nhà xem nè. Đây là cá rô, cá đồng, cá rùa biển. Này cá dày nè. Đó, trời ơi thấy ham luôn ta ơi. Nhìn thấy mê không? Rồi cần đổ ra luôn cả nhà. Ngon ghê luôn ta ơi.
thấy. Ui ui. Đó, thấy mê quá Su ơi. Này xem nè. Rồi vui quá trời cá con ơi. Ngon này nha, cho trúng mánh rồi, còn mấy cái nữa. Quá này nếu mà đặt hết 20 cái thăm biết những cái nữa coi nè. Ngon thấy ghê không? Ừ, tiếp tục cái nè. Không. Rồi còn cái cá lác nè. Mà mới có gì nhiều không? Wow, cái này có con ơi. Cái này con cá lác à, cá rô được con cá lác con cá rô à. Cái nè, này cái này ít này. Cái này thì được con cá lác con cá rô. Cái này nó vô ít nè, được con cá lác con cá rô. Trên cầu này cần con cái nè. Cái nhà thành quả 6 cái lọp mà được như đây nè. Ờ, hồi nãy hai cái kia thì bán được 3 con cá thác lát, thì còn con cá lóc với mấy cá rô ở sao á, cần không bắt lên. Giờ cần sẽ đổ cái vớn này coi có tép không nè. Đó cái vớn này giờ cá đổ nè, xuống đi. Con cầm gì quay cho ta coi. À, không có cầm ở trên nha, cầm vậy luôn nha. Rồi con quay dưới ngay nè. Đó, rồi. Quay vô ngay cha. Cha kêu em quay vô cha nè. Ông quay dính cha. Nè. Thôi. Thấy. Đừng có cầm nó trên mấy cái nước. Cầm chút ống bậy. Mày ư để quay. Cho cha đổ cá ra. Để quay. Ê. Nó lắc lúc lắc kìa, dịnh lại. Kệ đi, máy chống rung mà. Ủa cha cho mua cái máy chống rung hết vậy? Trời ơi. Nhà không mua chứ nè. Không lẽ ai mua. Coi nè, quay sát vô cái thao rồi Su. Rồi tép đã không Su? Đây cả nhà thấy tép này. Tép không à. Đây cả dĩa tép không? Đây cả con cua nữa kìa. Cô em cho cô chú thấy đó thấy không? Đã cả nhà. Quá ngon. Rồi con đem cái tép nè. Bưng vô trong đây. Cái này lại. Nhớ cần tới đây xin tạm dừng ha. Nếu cả nhà thấy yêu mến thì cho tôi một like một tí ha. Thật ra đặt cái này cũng là hai cá nhiều quá trời nè. Hai con, hai con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chúc cô chú buổi chiều vui vẻ đi. Nè nhìn cha nè, nhìn cha nè. Chú Ly lo bắt tép. Dẫn mặt trời nữa. Chào cả nhà nha, hẹn cả nhà video tiếp theo nha.